Nghe bảo Hải Phòng là không lòng vòng. Ừ thì về đây một chuyến, xem có đúng như lời đồn không nào. Chuyện là bố Lượng có một chị khách hàng rất là thân ở dưới Hải Phòng, chị cứ hay rủ nhà mình xuống đó chơi mãi. Sau 7749 lần lỡ hẹn thì hôm nay cũng quyết định xuống đó một chuyến đây. Tranh thủ cái ngày cuối tuần, thế là hôm thứ bảy đi làm về, giữa trưa là xuống trường đón Jun. Ông Jun ở trong lớp là còn đang mơ ngủ. Tự dưng thấy bố mẹ là ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự dưng là cho lên ô tô cho đi chơi. Bố mẹ cứ làm con bất ngờ thế này là con khoái lắm đấy nha. Được bữa hôm nay ngủ nháp phải chiều một giấc rồi, thế là lên xe ông Jun rất khoát là ông không ngủ. Sau một hồi nhào lộn ngắm đường ngắm xá, ăn uống đủ thứ, thế là tự nhiên cái cơn say xe nó ập đến. Ông ấy nôn thốc nôn tháo luôn, làm bố mẹ cháu xanh hết cả mắt. Trộm vía bình thường Jun đi xe cũng ít khi say lắm, hôm nay chắc là không ngủ hay sao ấy nên là say. Bố mẹ là cũng hơi rén nha. Ơn giời cuối cùng là cũng đã đến nơi rồi. Hải Phòng chào đón nhà cháu bằng những hàng hoa phượng đỏ rực. Đúng là Hải Phòng, thành phố của hoa phượng đỏ, đẹp quá luôn. Gì thì gì, nhà cháu là cứ phải xuống đường làm vài kiểu check-in sống ảo cái đã, rồi mới lên xe đi tiếp. Không biết mọi người thấy thế nào, chứ ấn tượng đầu tiên của mình đó là Hải Phòng cực sạch sẽ luôn. Giờ cái điện thoại một cái là đảm bảo có ngay cái ảnh đẹp. Về Hải Phòng chơi mà không đi Đồ Sơn thì quá là có lỗi. Thế là tranh thủ chiều mát mát, nhà cháu lại kéo luôn ra biển chơi một lúc. Dùn vừa say xe, mệt mệt thế thôi, thế mà bố mẹ rủ đi biển, trộm vía ông tỉnh cả người. Nhận phòng check in thủ tục các thứ, thế là nhà mình thay quần áo, kéo nhau ra biển thôi nào. Mẹ mới đầu tư cho em bộ quần áo bơi, thế là lên đồ nhìn cũng ra dáng người nhớn phết các bạn. Mà đúng là đi rồi mới thấm cái câu, không đi không biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết chẳng hơn nồi nhà. Đấy, các bác nhìn này, đông ngập trời, đúng là mùa hè đến, nhà nhà người người đi biển. Đây đây, ra biển một cái là bố con hò hét ầm ĩ, nhìn mặt ông Jun ống khoái chưa kìa. Đúng là ra biển một cái là có 1001 các trò chơi. Mình bơi chán thì mình nghịch, nghịch chán thì mình lại lên bờ, thay quần áo rồi lại đi xúc cát. Đấy, các bác nhìn bố Lượng này, chơi có khi còn ham hơn cả ông con. Hai bố con ngồi chơi mãi đến tối mò, mẹ gọi mãi còn không thèm về. Ừ được rồi, hai bố con chơi nốt một lúc nữa, rồi nhà mình kéo nhau đi về nhá, không là tối rồi. Cả nhà cháu tiếp tục với công cuộc xúc đất xúc cát đây. Hẹn mọi người ở vlog hôm sau nha. Xin chào.